Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Các bạn đang nghe truyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 67 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến. Người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách, Tàng Thư Viện. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Trong sơn cốc, cái kén xanh biếc đã dần dần dung hợp, ngàn vạn quang mang sáng lạn hiện lên. Cái kén to lớn xanh biếc trong nháy mắt hóa thành hơi, quang mang tràn ngập trong cốc, toàn bộ co rút lại, đảo mắt hình thành một thân ảnh đứng ven hồ. Chỉ thấy thân ảnh kia có mái tóc dài be bay, đôi mắt ẩn chứa lưỡng đạo tinh quang tản ra, khiến cho người khác không dám trực tiếp nhìn. Mà trên người trường bào màu trắng tản ra quang mang ấm áp, lại khiến cho người ta có cảm giác muốn tiếp cận hắn. Loại cảm giác này khiến cho người ta vừa sùng bái lại không muốn tiếp cận, cực kỳ mâu thuẫn, giống như bảo thạch phát ra ánh sáng rất đặc biệt vậy. Thực vật bốn phía phảng phất như tràn đầy sức sống, chỉ thấy cổ thụ rung rinh cành lá, phía kia cành trúc lất phất lay động, cây cỏ cố gắng tản ra một mùi thơm ngát đặc biệt của chính nó, tựa hồ hoan nghênh một cái gì đó. Sơn thủy cũng tản ra một cỗ khí tức tựa hồ vạn vật trong cả thiên địa lúc đó đều sống lại. Một trận khoái cảm truyền vào trong lòng người xem. Tần Vũ chậm rãi mở mắt cảm thụ bốn phương tám hướng truyền đến khí tức gần gũi. Trong lòng hắn cao hứng, tự nhiên chi đạo, bởi đây mới là cực hạn của tự nhiên chi đạo. Cùng với thiên địa vạn vật câu thông, cùng với cây cỏ trao đổi, từng đạo trải nghiệm kiếp trước và kiếp này cùng chảy trong đan điền, giống như nước suối chảy vào ruộng khô vậy, làm dịu Tần Vũ, khiến cho hắn không nhịn được nở ra nụ cười thỏa mãn. Vừa phúc hậu lại tràn ngập sinh khí từ trên người hắn truyền đến. Tình Nhi, Mục Thiên và Cam Vân, ba người lúc này sớm đã tỉnh lại, đồng thời tiếng kinh hô từ cái miệng nhỏ nhắn của Tình Nhi phát ra. Mục Thiên và Cam Vân cũng sung sướng cực độ cười to, chẳng mấy chốc trong cốc rộ lên tiếng cười. Tần Vũ im lặng quay đầu nhìn về phía ba người, trong lòng cũng vui sướng không thôi, yên lặng rồi lại sung sướng. Chỉ thấy tâm thần hắn đột nhiên tăng trưởng cực nhanh, trong nháy mắt đã khôi phục lại trạng thái tâm cảnh của trường khống giả. Phất tay một cái, một đạo linh khí giống như có linh tính rơi vào tay hắn. Hỗn độn khí vốn cao ngạo lúc này đã dịu đi rất nhiều, mặc dù không thể hoàn toàn điều khiển nhưng cũng không khó hấp thu như trước. Vèo vèo, Tần Vũ trong lòng vừa động, thân thể đã xuất hiện trước mặt ba người, khiến cho ba người đang khúc khích cười sợ hãi nhảy dựng lên. Xuyên qua không gian, trong một sát na, thân thể Tần Vũ đã phá vỡ không gian, xuyên qua vô số không gian một lần nữa, xuất hiện trong không gian trước mặt ba người. Tần Vũ cười to, đây là cảnh giới trưởng khống giả, tựa hồ so với trưởng khống giả còn mạnh hơn một chút. Cùng với Hồng Quân trao đổi một phen, Tần Vũ rốt cuộc cũng một lần nữa đạt tới cảnh giới trưởng khống giả. Hồng Quân đem tất cả kinh nghiệm bản thân không hề giữ lại chút nào nói với cha, mà Tần Vũ cũng đã đưa lĩnh ngộ tự nhiên chi đạo bản thân trao cho Hồng Quân. Hồng Quân đã nói một cách cơ bản về thiên đạo của Thiên Mông, mặc dù Tần Vũ không cách nào từ trong đó lĩnh xuất ra cái gì, nhưng chỉ cần đã có căn bản thì làm sao có thể ngăn cản nó phát ra đây. Vũ ca ca, huynh dọa chúng ta. Thanh âm mềm mại từ một bên truyền đến, đúng là thanh âm của Tình Nhi. Chỉ thấy đằng sau lưng nàng lúc này đã hiện lên một đôi cánh màu phấn hồng, khuôn mặt tươi cười tràn đầy vẻ hớn hở, đôi nhũ đào trắng nõn nay đã đầy đặn, đôi mắt hấp hái có chút tức giận. Mục Thiên và Cam Vân ở phía sau quỳ xuống hô lớn, đa tạ đại nhân cho hai người thuộc hạ để tăng cảnh giới, công lực tiến nhanh, đã có thể biết đại nhân đã xuất lực. Chỉ thấy sau lưng hai người nay mọc thêm một đôi cánh nhỏ màu trắng, so với đôi cánh dài mấy thước rộng thùng thình trước đây thì thoạt nhìn thuận mắt hơn rất nhiều. Tần Vũ cười phóng thần thức đảo qua ba người, chỉ thấy trong thân thể ba người một kinh mạch rộng lớn nối thẳng vào trong đan điền, thiên địa linh khí rất nhanh chảy vào trong người, trực tiếp tiến nhập đan điền. Mà trong đan điền, nguyên hạch của ba người dường như đã biến thành trong suốt, bốn phía nguyên hạch, bốn quả nguyên đan do tự nhiên lực hình thành cũng tản ra quang mang phảng phất như bảo hộ cho nguyên hạch trung tâm. Mỗi khi một đạo thiên địa nguyên khí chảy qua nguyên đan kia, liền tản ra một lực lượng tràn ngập sinh cơ tiến vào trong nguyên hạch, mà nguyên hạch sau đó rất nhanh chuyển đổi thiên địa nguyên khí hóa thành tự thân lực lượng của ba người. Tần Vũ ha ha cười, trong con người lộ ra thần sắc sủng lịnh, làm bộ mặt hề nhìn Tình Nhi, vuốt đầu nàng nói, Tình Nhi của chúng ta đã lớn rồi, loại phong tình này còn thanh thuần hơn Tu La nữ vương nhiều lắm, sau này không biết có bao nhiêu thanh niên bám theo muội nữa đây.
Mục Thiên cũng vui vẻ nhìn Tình Nhi, ứng nói: "Đại nhân nói đúng, tiểu Tình Nhi càng ngày càng xinh đẹp, sau này sợ rằng chỉ cần nàng ta nở nụ cười, địch nhân của chúng ta sẽ giảm bớt đi rất nhiều." Tình Nhi lườm Mục Thiên một cái rồi nũng nịu nhìn Tần Vũ nói: "Tình Nhi không lấy chồng, Tình Nhi cả đời này sẽ đi theo Vũ ca ca." Tần Vũ mỉm cười lắc lắc đầu nói: "Có thể không được, đợi cho tu vi các ngươi cao một chút, ta tìm được người thân đã thất lạc, Vũ ca ca sẽ mang các ngươi tới một thế giới khác, nơi đó còn có rất nhiều người trẻ tuổi vĩ đại nữa, đến lúc đó Vũ ca ca sẽ chuẩn bị cho muội một lễ thành thân thật chu đáo." Tần Vũ híp mắt nghĩ tới đệ tử Tần gia vĩ đại, nghĩ đến lúc đó nhất định phải tìm một đệ tử trẻ tuổi vĩ đại mới có thể xứng đáng với tiểu muội muội này. Nghe Tần Vũ nói như vậy, Tình Nhi không nhịn được mân mê cái miệng nhỏ nhắn, chẳng biết nghĩ cái gì, lặng lặng đứng một bên suy nghĩ. Mà Cam Vân và Mục Thiên còn lại thì cười hì hì, cảm nhận tân lực lượng trong bản thể. Loại này cùng với lực lượng của thiên nhân không giống nhau, còn bá đạo hơn rất nhiều, tựa hồ không phải là đẳng cấp của một người bình thường. Lực lượng tự nhiên tràn ngập khắp thân thể, hai người hét dài, tiếng kêu tràn ngập sự sung sướng. Tần Vũ cũng không để ý đến Tình Nhi nghĩ gì, cười nói với hai người: "Hôm nay tu vi các ngươi đã tiến nhanh, Mục Thiên sợ rằng đã mạnh hơn cả bảy cánh, mà Tình Nhi và Cam Vân cũng đã có thể so sánh với cao thủ sáu cánh rồi." Hai người mừng rỡ, lại thành tâm cảm tạ. Mục Thiên tò mò hỏi: "Đại nhân vẫn thường nhắc đến một thế giới khác, không biết cái không gian kia so với không gian thiên nhân chúng ta có gì khác nhau?" Tần Vũ ha ha cười, ánh mắt lộ ra thần sắc nhớ nhung nói: "Tất nhiên là không giống, cái không gian kia người mạnh nhiều như rừng, mặc dù thiên giới các ngươi cao thủ cũng có, nhưng so với nơi đó còn kém xa. Chỉ là ta còn không rõ ràng lắm vì sao tại không gian này cao thủ lại không nhiều, nhưng là trong cả vũ trụ thì không gian này là cao cấp nhất, điểm này khiến ta nghi hoặc bấy lâu." Nghĩ đến thần giới trong nhân giới, cấp bậc thần vương, cấp bậc thiên tôn cao thủ, Tần Vũ ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tới cùng là vì sao thiên giới và tu la giới lại là không gian cao cấp nhất trong vũ trụ đây? Nói đến điều này, ba người nghe tất nhiên là không rõ, ba người tại thiên giới cũng chỉ là một tiểu nhân vật, như thế nào có thể nghe nói đến những điều như vậy? Thấy ba người áo khẩu không nói được gì, Tần Vũ thất vọng lắc lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ. Dù sao bản thân hôm nay đã khôi phục lại cảnh giới trưởng khống giả, sau này chỉ cần có thời gian thì công lực sớm sẽ khôi phục như trước. Đã tiến vào tự nhiên chi đạo, cảnh giới Tần Vũ cứ thế mà tăng lên, đạt tới cảnh giới trưởng khống giả. Tuy nhiên dù sao thì thời gian tu luyện kiếp này quá ngắn, muốn hoàn toàn khôi phục lại tu vi kiếp trước còn phải trải qua một phen khổ tu mới có thể đạt tới. Cho nên Tần Vũ hôm nay cảnh giới tuy là trưởng khống giả, nhưng ngay cả cao thủ cấp thần vương cũng không thể so sánh. Hay chính là trong thiên giới khó khăn lắm mới có thể đánh ngang ngửa với tám cánh hạ cấp. "Đại nhân, kế tiếp chúng ta sẽ đi đâu?" Trầm mặc một chút, Mục Thiên cười nhìn về phía Tần Vũ hỏi: "Trở lại Bích Thành sao, hay là trực tiếp đi tới Tu La Thành?" Tần Vũ suy nghĩ một lát, nghĩ đến kế hoạch Khổng Quân dùng thần thức trao đổi, cười nói: "Từ bây giờ đến lúc Tu La Chí Bảo xuất thế chỉ còn có khoảng thời gian 100 năm, chúng ta chính là không nên trở lại Bích Thành rồi. Dù sao nơi đó bất quá cũng xem như chỉ là nghỉ ngơi một chút mà thôi. Công lực của mọi người hôm nay cũng đã ít nhiều có tiến bộ, cũng không cần quay lại đó nữa. Từ đây đến Tu La Thành cũng phải mất thời gian mấy năm, chúng ta liền lên đường, trên đường sẽ lại nghỉ ngơi." Mộc Thiên gật đầu nói: "Ta và Cam Vân đi trước mở đường." Vừa nói vừa nhìn Cam Vân, thân ảnh chợt lóe, hai người nháy mắt đã phiêu phủ trên không trung. Cánh sau lưng căn bản không cần phiến động, sau khi công lực tiến nhanh, bọn họ cũng không cần năng lượng của cánh nữa. Tuy nhiên hai người sau khi bay lên bị lay động một chút mới có thể ổn định lại. Lực lượng gia tăng nhiều khiến thân thể không quen, hai người nở nụ cười, chợt tăng tốc bay rất nhanh về phía trước, hướng đó đúng là đến Tu La Thành. Tần Vũ liếc mắt nhìn Tình Nhi cười nói: "Chúng ta đi." Nói xong, một đạo năng lượng vô cùng ôn nhu nâng Tình Nhi lên, hai người dừng lại trên không một chút, nhất thời hóa thành một đạo bạch quang bám sát Mục Thiên và Cam Vân. Mà lúc này, tại một đỉnh núi bên ngoài Tu La Thành, Đế Thích Thiên, hoàng giả thiên nhân tộc, giờ phút này vẻ mặt phẫn nộ rít gào. Trước mặt hắn là một người tướng mạo quỷ dị chí cực, một thanh niên nam tử cao lớn tóc dài. "Tại sao ngươi không phải đã từng hứa với Thiên Mông sau này vĩnh viễn không xuất thế sao?" Đế Thích Thiên hung hăng trừng mắt nhìn thanh niên nam tử, khuôn mặt tà dị không giống người, lộ ra điệu cười nhạo khiến hắn không thể nhịn được. "Tát Hải, cái tên hỗn đản này, lúc trước ta và Thiên Mông liên thủ bức lui được ngươi,
trả lại sự an bình cho thiên giới và tu la giới. Thế nhưng ngươi bây giờ lại phản bội lại lời thề khi trước sao? Thanh niên anh tuấn tà dị kia đúng là người mà Lăng Thanh Vân vừa mới bái làm sư phụ, thật sự làm cho người ta kinh ngạc chí cực. Chỉ thấy hắn vẫn nở nụ cười tà dị, khoát tay cắt đứt lời oán trách của Đế Thích Thiên, thản nhiên nói: Thiên Mông đã chết, hôm nay chỉ còn mình Đế Thích Thiên ngươi, tại sao ta phải một mình bế quan tại không gian kỳ dị kia chứ? Chẳng lẽ bằng vào sức Đế Thích Thiên ngươi có thể bức ta chạy sao? Đế Thích Thiên tức giận, lệ quang trong mắt lóe lên, muốn ra tay nhưng lập tức nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên thu trưởng mắng: Chẳng lẽ công pháp của ngươi đã đại thành rồi ư? Điều này không có khả năng, trong thiên giới và tu la giới ngoại trừ tổ tiên của chúng ta lưu lại công pháp này, căn bản không có công pháp có thể ở chỗ này tu luyện được. Bởi vì thiên địa nguyên khí đặc thù, những người như các ngươi nhất định không cách nào lĩnh ngộ thiên đạo đến tột cùng được. Tát Hải phiết phiết miệng khinh thường, nước mắt có chút tức giận, mỉm cười nói: Chẳng lẽ nói thiên đạo chính là cùng cực của tu luyện hay sao? Tổ tông, nếu tổ tông có cái tác dụng gì, vì sao nhiều đế quân như vậy mà cũng không thể lĩnh ngộ trọn vẹn một tầng? Cần nói đến cái gì thành thiên, chí cao vô thượng nữa đây? Đó là bởi vì công pháp này phải dần dần hoàn thiện, một ngày nào đó sẽ có đế quân tu luyện thành thiên. Đế Thích Thiên cường biện nói, trên mặt lộ ra sự phẫn nộ, bị người ta hạ nhục. Đừng nói về thành tựu của ngươi với ta, Đế Thích Thiên, khi ta xuất đạo, ngươi vẫn còn là một vương tử vô văn thôi. Hôm nay dù ngươi có lĩnh ngộ được một bộ phận của thiên đạo, đối với ta cũng chẳng có uy hiếp gì đâu. Tát Hải sắc mặt trầm xuống, lúc trước không phải Thiên Mông và Đế Thích Thiên hai người nắm giữ một phần thiên đạo cùng liên thủ bức lui được hắn, nếu không thì trong thiên giới và tu la giới này còn ai có thể là đối thủ của hắn nữa đây? Đế Thích Thiên sắc mặt cũng khó coi chí cực, hừ nhẹ nói: Đừng tưởng rằng ngươi có thể câu thông với một không gian khác đã là giỏi, mặc dù ta không cách nào đánh bại ngươi, nhưng ngươi cũng không thể làm gì được ta. Tát Hải, nếu ngươi dám chọc giận ta, ta cũng không ngại bỏ đi thiên đạo mà hủy diệt ngươi. Vừa nói, tay hắn xuất hiện một quang cầu chỉ có 1/3, giống như tinh cầu bị chém ngang. Quang cầu lúc này cũng không thể gọi là cầu được nữa rồi, có thể gọi là nguyệt nha. Thấy Đế Thích Thiên trong tay hiện lên gì đó, Tát Hải sắc mặt đại biến. Chỉ thấy nguyệt nha xuất hiện trong tay Đế Thích Thiên thì một cỗ uy áp khôn cùng từ 4 phương 8 hướng bay đến. Bầu trời đột nhiên tối sầm, từng đạo sét lóe lên trong nguyệt nha, khiến cho người ta có cảm giác sùng bái. Đây là một bộ phận thiên đạo. Tát Hải sắc mặt lạnh như băng, nghiến từng chữ nói: Đây là thiên đạo sao? Không thể tưởng tượng được, ngàn năm thời gian, thiên đạo của Đế Thích Thiên ngươi cũng không có chút tiến bộ, xem ra thành tựu của ngươi cũng có giới hạn rồi. Đế Thích Thiên sau khi xuất ra thiên đạo, nhất thời sắc mặt như không có dao động, bình tĩnh đáp: Vô luận là có hay không có tiến bộ, muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, ta luôn có rất nhiều phương pháp. Ví như tình nguyện bỏ thiên đạo này, cùng ngươi đại chiến một hồi, ngươi còn nói nữa sao? Tát Hải sừng sốt, tức giận nhìn Đế Thích Thiên, 10 đôi cánh sau lưng điên cuồng phách động. 10 đôi cánh, đây là loại tu vi gì đây? Háo, háo, Đế Thích Thiên, bất quá lão tử ta cũng tình nguyện bỏ qua tu vi hoàng giai, cùng ngươi đồng quy vô tận. Dù sao bất quá, cái tiểu nha đầu kia cuối cùng lại chiếm tiện nghi mà thôi. Thiên giới ngươi về sau cũng không thể an bình. Đế Thích Thiên càng cười như điên, đôi mắt lóe lên quang mang điên dại, lớn tiếng nói: Nàng ta ư? Không có khả năng, nàng ta chỉ là một hoàng giai nho nhỏ. Mặc dù các ngươi đều là hoàng giai, nhưng đối với thiên đạo, các ngươi căn bản không có lĩnh ngộ, căn bản không biết hoàng giai chính thức là cái gì. Tất nhiên các ngươi chỉ là ngụy hoàng giai mà thôi, chỉ có ta có thiên đạo có thể dễ dàng giết chết các ngươi. Thật vậy sao? Nếu ngươi cố ý ngăn cản ta, vậy ta chỉ còn cách khai mở không gian của ta, đưa ngươi tiến vào, để xem lúc đó thiên đạo của ngươi còn có thể phát huy tác dụng nữa không. Tát Hải sắc mặt âm trầm cười nói: Ta vốn không có ác ý, tuy nhiên bế quan đã lâu, chỉ là muốn thay đổi không khí mà thôi, không nghĩ Đế Thích Thiên ngươi lại muốn đuổi cùng giết tận như vậy. Chúng ta đồng quy vu tận đi. Đế Thích Thiên trầm ngâm, ánh mắt lóe lên hàn quang, nhìn chằm chằm Tát Hải, do dự một chút hỏi: Ngươi nói ngươi chỉ là muốn thay đổi không khí, không phải là đoạt lấy Tu La tộc chí bảo sao? Đối với Tu La tộc chí bảo, Đế Thích Thiên coi là mấu chốt để có thể nắm chắc trong tay Tu La giới, bất kể là ai cũng không thể buông tha. Cẩn thận đề phòng nhìn Tát Hải, Đế Thích Thiên kiềm chế nói: Ngươi không tham dự vào việc cướp lấy chí bảo sao? Cũng không ngăn cản ta đoạt chí bảo. Lông mày Tát Hải bay bay trong gió, đột nhiên tức giận mắng to: Đế Thích Thiên, ngươi là tên độ đại hỗn đản!
nắm trong tay cả thiên giới, còn chưa hài lòng lại còn muốn nắm cả tu la giới nữa sao? Lão tử cần phá cái đồ vật kia làm gì? Công pháp ta tu luyện cũng không phải tu la công pháp, cho dù có thể đoạt được thì như thế nào có thể hấp thụ đây? Khó trách ngươi nàng nặc làm khó ta, kiềm chân ta ở chỗ này, nguyên lai là như thế. Bất quá là bởi vì ngươi sợ ta cướp đoạt đồ của ngươi. Nếu ngươi không tin ta, vậy được rồi, chúng ta cùng nhau đồng quy vu tận. Vừa nói, tát hải trên người bích phát ra quang mang chói mắt, mãnh liệt gắt gao nhìn Đế Thích Thiên. Sao? Không thể, không thể! Tát hải tiền bối! Đế Thích Thiên nghe tát hải nộ ngôn, trong lòng nhất thời trùng xuống, cười hét lớn. Ta như thế nào lại vô duyên vô cớ gây khó khăn cho tát hải tiền bối nữa đây? Nếu tiền bối đã nói như thế, bổn tôn tất nhiên tin tưởng, cũng không muốn làm khó người nữa. Ha ha, ta tin tát hải tiền bối chỉ là do bế quan ngàn năm có chút không thoải mái mới ra ngoài thay đổi không khí mà thôi. Tát hải trợn mắt nở nụ cười tà đạo. Ngươi tin tưởng ta sao? Ngươi khẳng định là tin tưởng lão già này? Ta tin tưởng tiền bối rồi. Ha 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 ha. Đế Thích Thiên càng khẳng định lần này đến cũng không phải làm khó cho tát hải, vẻ mặt thành khẩn nói. Tát hải tiền bối, nếu là muốn thay đổi không khí, không bằng đến thiên giới của ta đi, nơi đó ta sẽ phân phó thuộc hạ hầu hạ ngài thật chu đáo. Tát hải lắc đầu, không tức giận mắng. Thiên giới của ngươi, nơi đó có mỹ nữ sao? Không có, ta đi làm gì? Ngươi đi tìm tu la chí bảo của ngươi, ta đi thay đổi không khí chẳng có quan hệ. Tốt lắm, nhiều lời cũng vô ích, ta liền đi tới tu la thành một chuyến, cũng nhân tiện thăm dò xem tiểu cô nương kia tu vi bây giờ ra sao rồi. Nói gì thì nói, cũng là nữ vương tu la tộc, nếu tu vi quá thấp thì làm mất thể diện của tu la tộc nhân chúng ta rồi. Nói xong cũng không để ý đến sắc mặt của Đế Thích Thiên, thân ảnh đột nhiên biến mất. Đế Thích Thiên cười nhìn tát hải rời đi, đứng trên đỉnh núi rất lâu sau đó trên mặt mới nở ra nụ cười âm trầm tự nhủ. Cho dù ngươi có muốn cùng ta tranh đoạt tu la chí bảo cũng không thể thuận lợi mà mang đi, bởi vì ta đã chuẩn bị rất lâu rồi. Nói xong, bên cạnh hắn xuất hiện tám đạo nhân ảnh, dẫn đầu là một nam tử thân hình bốc lên hỏa khí. Đế Thích Thiên chắp tay đứng nghiêm, mái tóc dài theo gió mà bay bay, thấp giọng nói: Hỏa Dực, các ngươi rốt cục đã tới, tất cả chuẩn bị thế nào rồi? Người đến đúng là một trong thiên giới bát đại thiên vương. Chỉ thấy Hỏa Dực đột nhiên quỳ xuống phía sau Đế Thích Thiên lớn tiếng đáp: Khải bẩm chủ thượng, đại trận đã bố trí xong, thiết lập đúng như trận pháp mà chủ thượng đã từ thiên đạo lĩnh ngộ. Đế Thích Thiên thầm nở nụ cười tán dương nói: Lần này các ngươi làm tốt lắm, ta rất hài lòng. Đợi khi đoạt được bảo bối rồi, nhất định sẽ trọng thưởng cho các ngươi. Tám người đồng thời quỳ xuống, đồng thanh hô: Đa tạ chủ thượng. Đế Thích Thiên cười lớn, thân ảnh bỗng nhiên biến mất trước mặt mọi người. Một thanh âm từ xa xa truyền vào trong tai mấy người: Tần Vũ sắp tới nơi này, các ngươi không cần ngăn cản hắn. Tám người cùng gật đầu, nhìn về phía Đế Thích Thiên rời đi, trên mặt lộ ra thần sắc cung kính. Xa xa một đạo thân ảnh nhìn Đế Thích Thiên rời đi, đứng sừng sững trên đỉnh núi, trong miệng phát ra điều cười quái dị. Đế Thích Thiên, tát hải ta không tham dự vào chuyện cướp đoạt chí bảo tu la tộc của các ngươi, nhưng mà ta phong ấn nó 1000 năm, cuối cùng thì sao? Bất quá ta sẽ hủy diệt nó trước, nếu không hủy được thì dùng thần thông tiếp tục phong ấn nó. Lăng Phá Thiên, tiểu nha đầu Trạc Nghiên này còn từng rằng cấm chế đó do cha nó sáng lập ra, không biết rằng tất cả đều là do tay tát hải ta đằng sau thao túng, tu la tộc nữ vương bệ hạ có thể thế nào đây? Nam tử này đúng là tát hải, chỉ thấy hắn đứng trên đỉnh núi, sắc mặt âm trầm tự nhủ: Tát hải ta lúc trước sáng tạo ra Vân Vô Cực đại pháp, từ hình thành ra không gian, lại bị Thiên Mông lão quỷ cùng với Đế Thích Thiên liên thủ lấy lý do ảnh hưởng đến sự ổn định không gian của tu la giới và thiên giới, liền bức ta thoái ẩn 1000 năm. Hôm nay tuy Thiên Mông mặc dù người đã chết, nhưng ta cảm giác được có hai người trẻ tuổi kế thừa ngươi tất cả. Vậy để ta đối phó với Đế Thích Thiên xong, sau đó sẽ trở lại bồi tiếp bọn họ. Thân ảnh hắn đột nhiên biến mất, cứ như là chưa từng xuất hiện tại đây vậy. Một trận gió núi thổi tới, thổi bay cả khí tức của một âm mưu, cả bầu trời là một mảng âm u. Sương mù tràn ngập bên trong hẻm núi, từng đạo cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, với sức sống dồi dào mà bừng bừng lên hơi thở của tự nhiên lực. Thế nhưng sinh mệnh nguyên khí lồng đậm từ sương mù vây quanh lấy Hồng Quân. Sau khi dùng thần thức cùng Tần Vũ trao đổi qua, Hồng Quân liền thường xuyên trải nghiệm tự nhiên lực xung quanh tràn ngập sinh cơ trong nguyên khí, làm cho Hồng Quân cũng tham khảo được rất nhiều. Theo ngày tháng, một khi Hồng Quân có thể kết hợp
các lĩnh ngộ từ tự nhiên để liên lạc với tự nhiên thì có thể tìm được một lực lượng quyết định có nhiều tăng sắc. Mà loại này giống như lực lượng sinh mệnh nữ thần từ mẫu thân Khương Lập, bị Hồng Quân gọi là sinh mệnh nguyên khí, trong đó có một phần khác biệt. Dù sao thì tu la giới cao hơn Tần Mông không gian, loại này sinh mệnh nguyên khí còn hơn mẫu thân Khương Lập ở chỗ hóa hủ hủ vi có sinh mệnh lực mạnh hơn rất nhiều. Càng có nhiều chỗ kỳ diệu còn chờ đợi Hồng Quân cùng Tần Vũ tìm hiểu rõ ràng. Hồng Quân đã có chủ ý, một khi cùng Tần Vũ trở lại Tần Mông không gian, liền mang sinh mệnh nguyên khí toàn bộ tặng cho mẫu thân, làm cho tu vi mẫu thân có thể tăng lên một tầng. Nghĩ đến mẫu thân Khương Lập, Hồng Quân trong lòng nổi lên nhàn nhạt ấm áp. Lúc trước ca ca Tần Tư, thiên tư quá cao, có được công pháp quả thực giống như dùng hỏa tiễn phi thăng. Hơn nữa, thân ca ca của mình rất thông minh lanh lợi, rất được các trưởng bối quan tâm. Thế nhưng các trưởng bối rõ ràng chỉ chủ yếu chú ý tới Tần Tư, bỏ qua Tần Sương. Chỉ có Khương Lập không thiên vị, đối với đứa nhỏ thứ hai của mình cũng dành cho rất nhiều tình cảm, khiến cho Hồng Quân khi thành tựu đã đạt được, đối với người thân đều rất chú ý. Cứ để cho hơi thở ấm áp vây quanh thân, Hồng Quân thong thả phi hành, phía trước là Huống Chân Minh cùng Lãnh Diễm Phỉ đang hưởng thụ tình yêu, khiến cho Tôn Thiên mắt đỏ lên, trong lòng rất là buồn bực. Tiểu Quân, người như thế nào phi hành chậm vậy? Dựa theo tốc độ của ngươi, chúng ta đã phải tới một năm thời gian mới có thể tới bên ngoài Tu La Thành. Tôn Thiên trong lòng tức giận mà không có chỗ phát tiết, lại gặp Hồng Quân đi thong thả, quanh thân còn tán mắt ra hơi thở khác thường. Cảnh này khiến cơn tức của hắn toàn bộ phát tiết rơi trên người Hồng Quân. Thời gian bốn người ở chung không tính là ngắn, huống hồ sau khi trải qua mấy lần đại chiến, cảm tình càng ngày càng lớn. Hơn nữa, Tôn Thiên chính là Tôn Ngộ Không chuyển thế. Tuy hôm nay còn chưa khôi phục trí nhớ trong kiếp trước, nhưng Hồng Quân cùng Huống Thiên Minh cũng coi như là ở cùng Tôn Ngộ Không, cho nên Tôn Thiên lúc này đối với Hồng Quân cũng cực kỳ tự nhiên. Nghĩ đến ngày trước bị Hồng Quân cùng Huống Thiên Minh liên thủ đánh một trận, xương cốt toàn thân Tôn Thiên còn lưu lại một tia đau đớn. Gặp Hồng Quân với bộ dáng thản nhiên, khí tức đã không có chỗ phát tiết, hung hăng nói: "Đi nhanh lên, trong này đầy nguy hiểm, chúng ta lưu lại thêm một chút thì sẽ gặp tới phiền toái không mong muốn đâu." Hồng Quân bị thanh âm của hắn làm kinh động, ngẩng đầu lên, vừa thấy Tôn Thiên gắt gao dương mắt nhìn Huống Thiên Minh cùng bộ dáng ngọt ngào của Lãnh Diễm Phỉ, liền trêu: "Người đố kỵ người ta, lại cố tình lấy ta để xảo án sao? Sao ngươi không dành thời gian để tu luyện? Lấy tu vi của ngươi hiện tại có thể so với trình độ sáu cánh trung giai của người tu la, một khi gặp cao thủ chân chính, chỉ sợ cả chạy trối chết ngươi đều không có cơ hội đâu." Tôn Thiên đỏ mặt, ngữ khí cũng như trước không có biến hóa: "Tu luyện bắt đầu đâu có dễ dàng, trước đó tốc độ tu luyện của ta quá nhanh, không phù hợp với cảnh giới. Hôm nay việc chính phải làm là lĩnh ngộ, chứ không phải tiếp tục gia tăng lực lượng trong cơ thể." Một lời nói làm cho Hồng Quân đối với Tôn Thiên không thể không nhìn với ánh mắt khác. Tu luyện một đường đích xác không thể nóng vội. Nếu Tôn Thiên có mình cùng phụ thân, thậm chí là hầu phí thúc thúc ở nhân gian giới chỉ điểm, cho dù là tinh tiến không ngừng cũng sẽ không xuất hiện một vấn đề nào quá lớn. Thế nhưng dù sao, tu vi là thuộc về chính bản thân mình, nếu luôn có người trợ giúp thì đối với căn cơ không tốt cũng cùng với phát sinh các vấn đề, cuối cùng sẽ dẫn tới không thể đạt tới cảnh giới đỉnh cao. Cho nên chính mình nắm chắc hỏa hầu, đó mới chính là vương đạo. Kinh ngạc nhìn vẻ mặt đứng đắn của Tôn Thiên, Hồng Quân hăng hắc cười nói: "Không thể tưởng tượng được ngươi có thể hiểu ra đạo lý đó. Tộc Thạch Hầu quả nhiên thiên tư không tầm thường, một đời trọng sinh cùng rèn luyện không phải là thừa rồi." Tôn Thiên nghe thấy một đầu mờ mịt, dọc đường đi luôn nghe thấy hắn nhắc tới tiền thế, mà bên trong nội tâm lúc này của Tôn Thiên không muốn khôi phục lại trí nhớ. Ai mà biết bộ dáng trong tiền thế của mình sẽ như thế nào, nếu khôi phục trí nhớ còn có thể còn là chính mình như hiện nay hay không. Bất kỳ là ai đối với loại tình thế như thế này đều sinh ra sợ hãi, tâm lý sinh ra kháng cự. Nghe được Hồng Quân lại nhắc tới tiền thế, Tôn Thiên không khỏi tức giận, bực tức quát: "Người không được nói đến các sự tình về tiền thế của ta. Lão tử là Tôn Thiên, dù là đời này hay đời sau cũng vậy thôi." Hồng Quân thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Được rồi được rồi, người nói không ta liền không đề cập đến. Chẳng qua sau khi gặp được phụ thân, người không cần dùng loại ngữ khí này nói chuyện, nếu không ta sẽ không cam đoan phụ thân đối đãi với người như thế nào đâu." Dù sao Tôn Thiên cũng là tiểu bối, hơn nữa tiền thế là đồ đệ của Hầu Phí. Nếu người này dùng ngữ khí này nói chuyện cùng Tần Vũ, Hồng Quân đột nhiên run run khi nghĩ đến, không biết một khi Hầu Phí thúc thúc biết sẽ tạo thành hậu quả như thế nào. Tôn Thiên chép chép miệng không có nói, hắn cũng không ngốc,
ngày thường đều được nghe Hồng Quân cùng Huống Thiên Minh ngữ khí khi nói về người kia cực kỳ cung kính và sùng bái, tự hiểu được một chút, cho nên đối với đại nhân vật này, tâm tư trong lòng cũng rất phức tạp, rất muốn gặp mặt một lần, rồi lại lo lắng khi gặp mặt Tần Vũ bị hắn mạnh mẽ khôi phục trí nhớ trong tiền thế của mình, như vậy chẳng phải là sẽ thảm bại sao? Đang suy nghĩ, đột nhiên bên trái truyền đến một tiếng vang lớn. Tôn Thiên ngạc nhiên nhìn lại, đã thấy một đạo hào quang màu trắng cực kỳ chói mắt đột nhiên đánh lén về phía hông của hắn, vội vàng hét lên một tiếng, bàn tay rất nhanh thủ trước người tạo thành quang thuẫn màu vàng bảo hộ hắn. Xoẹt xoẹt, một thanh âm truyền đến, chỉ nghe Tôn Thiên kêu thảm thiết, trên bàn tay máu tươi đầm đìa, xuất hiện một cái lỗ nhỏ như nắm tay trẻ con trong lòng bàn tay, cánh còn lại bị đạo bạch quang kia đánh cho xuyên qua. Tôn Thiên tức giận, không để ý đến sự ngăn cản của Hồng Quân, một đạo kim quang hiện lên trước mắt, huyết động trong lòng bàn tay trong khoảng khắc đã khôi phục, giống như cho tới bây giờ chưa có bị thương. Kim quang lại lóe lên, chỉ thấy cái côn màu vàng xuất hiện trên hai bàn tay của hắn. Lúc đó, bốn người quay đầu nhìn lại thì thấy một quái vật nửa giống người, nửa giống chó, hết sức to lớn và quỷ dị, đang hướng phía Tôn Thiên hoa hoa song thủ, điệu dáng vừa có vẻ buồn cười, vừa có vẻ như dọa nạt. Huống Thiên Minh định lao lên trợ giúp Tôn Thiên, liền bị Hồng Quân ngăn lại nói: "Không cần đâu, để cho Ngộ Không tự xử lý đi, ngươi không thấy đây là cơ hội cho hắn phát tiết sao?" Huống Thiên Minh ngập ngừng dừng lại nói: Đây là quái vật gì vậy?" Lãnh Diễm Phỉ ở một bên chen lời: "Đây là Bạch Viên, một loại quái thú tại Tu La giới. Bạch Viên này phòng thủ rất chắc chắn, ta sợ Tôn Thiên không phải đối thủ của nó. Chắc chúng ta bay qua địa bàn của nó nghĩ chúng ta muốn chiếm cứ nơi đây mới động thủ chăng?" Hồng Quân nhún vai ra chiều thú vị, nhìn Tôn Thiên đang hung hăng vung kim bổng lao vào Bạch Viên. Tôn Thiên huy động kim bổng liên tục, thế nhưng Bạch Viên lại chẳng chút gì khẩn trương cả. Tôn Thiên càng huy động trường côn lại càng hiểu được Bạch Viên lực lượng mạnh vô cùng. Chính mình dùng vô số xảo kích kích trên người nó, nhưng giống như kích trên tấm sắt giống nhau, chẳng những không gây thương tổn cho nó, ngược lại chấn cho cổ tay mình phát đau, làm cho hắn càng buồn bực ủy khuất. Bạch Viên huy động mấy ngàn lần đánh, đúng là không có chút thần sắc nào thấy mỏi mệt. Bị Tôn Thiên trường côn đánh xuống gần trăm côn cũng không thấy chút đau đớn nào, ngược lại hưng phấn lớn tiếng giết lên. Trong chốc lát chỉ thấy nó cũng mạnh ra tốc, phiêu phủ tại giữa không trung, thân hình khổng lồ giống như thỏ mau lẹ, đột nhiên liền phóng tới trước mặt Tôn Thiên. Tôn Thiên kinh hãi, một đạo côn ảnh tùy tâm mà động, trong nháy mắt liền kích tại não của Bạch Viên, kích nổi lên từng đạo hỏa tinh vẩy ra, mà Bạch Viên cũng là như trước, dường như không chỗ nào bị thương, ngược lại càng thêm hưng phấn nhảy dựng lên. Tự hồ chiến đấu trở thành vui đùa du hí. Vừa rồi tự hồ Bạch Viên căn bản là muốn cho Tôn Thiên dùng côn bổng đả kích nó, chỉ thấy nó vừa động liền đi tới trước Tôn Thiên, làm cho Tôn Thiên kinh hãi, lại là đánh ra một đạo côn ảnh. Song trưởng Bạch Viên trước thân một điểm cũng không ngăn trở, mặc cho nó đánh lại trên người. Chính là như vậy nên Tôn Thiên không ngừng bị chấn kinh, không ngừng huy động trường côn nhanh một chút. Trong miệng Bạch Viên tiếng kêu càng ngày càng sướng nhanh, chỉ trong một lát sau cũng luyện thành một tiếng kêu dài. Huống Thiên Minh cho mày nhìn Hồng Quân buồn bực nói: "Bạch Viên này tự hồ giống như đùa giỡn vậy, mỗi lần vọt tới trước mặt Tôn Thiên tự hồ để cho hắn kích một côn, thế này là sao?" Hồng Quân cũng là kinh ngạc, nhưng trên mặt bình tĩnh vô cùng, ánh mắt lộ ra nét suy tư, mí môi mà cười nói: "Bạch Viên này sợ rằng cũng không có ác ý, tuy nhiên lực lượng trong người nó quá mức cường đại, để cho nó đến mức có chút nổi điên. Hôm nay có Tôn Thiên cùng nó chơi đùa một phen, tự nhiên là muốn hào hào chơi một chút rồi." Huống Thiên Minh không nói gì, lắc lắc đầu, trong lòng âm thầm nói: "Loại yêu thú chưa khai hóa này quả nhiên ý nghĩ cùng các vật khác bất đồng, cũng chỉ có loại quái vật như Hồng Quân mới có thể giải thích được thôi." Hồng Quân không biết Huống Thiên Minh đang ở trong lòng mắng thầm mình, hắn xem một hồi đột nhiên lớn tiếng hô: "Tôn Thiên, Kinh Thiên 36 Tôn Thiên trong lòng đang buồn bực, không biết phải đối phó với quái vật này thế nào. Khi nghe được thanh âm Hồng Quân, không nhịn được một trận ảo não, trong lòng tự trách có tuyệt thế côn pháp nhưng lại chẳng biết sử dụng đến. Tinh thần đột nhiên rung lên, thân ảnh Tôn Thiên đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, bay nhanh thẳng tới trên bầu trời cao. Trong tay trường côn bỗng dưng hóa là một đạo kim sắc quang ảnh, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng: "Kinh Thiên 36 côn 36 cái bóng bỗng dưng xuất hiện tại giữa không trung, nhất thời đưa Bạch Viên vây quanh. Bạch Viên không biết uy lực của Kinh Thiên 36 côn, thấy đối thủ đột nhiên biến thành 36 người giống nhau như đúc, không khỏi đắc ý đập đập thiết trưởng.
phát ra thanh âm chanh chanh, lớn tiếng rít rào. Tự hồ rất là vui vẻ vì thấy được cảnh tượng trước mắt mà cho tới giờ nó không có gặp qua. Bỗng dưng 36 côn ảnh phách xuống đầu nó. Bạch Viên vẫn tỏ ra vui vẻ vô cùng, buông cả hai tay mặc cho côn ảnh kích tại trên người. Chỉ là không đến một giây thời gian, liền đã cuống quýt hống khiếu lên, song chưởng gắt gao co rút lại tại trước ngực, muốn ngăn trở côn ảnh như quang hà không ngừng đánh tới. Thế nhưng Tôn Thiên đã bị nó trêu đến phát hỏa khí, thấy nó muốn ngăn cản như thế nào lại cho nó thành công, lại hét lớn một tiếng: "Kinh Thiên 36 côn!" Một trận thanh âm ba lạp truyền vào trong tai Hồng Quân và Huống Thiên Minh cùng Lãnh Diễm Phỉ. Ba người buồn cười nhìn giữa không trung Bạch Viên co rúm thành một đống, hai tay gắt gao ôm đầu, bỗng nhiên đã bị tập kích, động tác chỉ lo che đầu, cực kỳ chật vật ở nơi này. Đầy trời côn ảnh phách phách ba ba đả tại trên mình đồng da sắt của Bạch Viên. Lúc đầu còn có thể nghe được Bạch Viên phẫn nộ giống lên một tiếng, nhưng qua chốc lát thanh âm Bạch Viên liền giống như con chó nhỏ giống nhau, chỉ còn lại tiếng kêu ngao ngao thảm thiết. Lại một lát sau, khi Tôn Thiên hiểu được trong cơ thể lực lượng không ngừng bị Bạch Viên làm cho tức khí, thì đường đường sáu dực thượng giai Bạch Viên cũng bị Tôn Thiên đánh thành một bộ dáng thê thảm. "Tôn Thiên, dừng tay đi, Bạch Viên cũng không có ác ý, chỉ là trêu chọc ngươi một phen. Hôm nay đem nó đánh thành bộ dạng như vậy cũng đã là thu hồi lợi tức rồi, không nên đánh nữa." Thanh âm Hồng Quân ôn nhu truyền vào trong óc Tôn Thiên, một cỗ lực lượng tràn ngập ấm áp nhất thời đem côn ảnh đầy trời của Tôn Thiên ngăn lại. Sau khi cỗ lực lượng này ngăn côn ảnh lại, bỗng nhiên hóa thành hai cỗ, một cỗ bó lấy Tôn Thiên, một cỗ bó lấy Bạch Viên đang nhấc đầu chậm rãi hạ xuống trước mặt ba người. Sau khi Tôn Thiên rơi xuống đất, hấp hấp từng ngụm chứ khí, hắn cảm giác được lực lượng trong đan điền mình cùng lực lượng của cánh chim sau lưng tất cả đều đã bị côn pháp cuốn đi hết. Tự hồ ngay cả đứng trên mặt đất, chân cũng không còn lực mềm nhũn ra, không nhịn được vội vàng khoanh chân đả tọa. Liền cứ như vậy hấp thu thiên địa nguyên khí dư thừa nồng đậm lở lên từ bốn phía. Mà Bạch Viên cũng là vô lực ngẩng đầu lên nhìn Hồng Quân và Huống Thiên Minh một bộ dáng đáng thương. Một tiếng cười thanh thúy khúc khích cười bên người Huống Thiên Minh truyền đến, đúng là Lãnh Diễm Phỉ vẫn đắm chìm trong mật ngọt. Nàng cười như vậy khiến cho Hồng Quân và Huống Thiên Minh cũng là nhịn không được nở nụ cười theo. Chỉ thấy giống như con chó nhỏ ngao ngao kêu thảm thiết, trong hai mắt Bạch Viên lộ ra lưỡng đạo vết tím quyền ấn để lại, hiển nhiên là vừa mới bị Tôn Thiên trong lúc nhất thời tức giận vì bị nó trêu mà từ bỏ côn tử, ngang ngạnh dùng nắm tay đấm lên. Giờ phút này Bạch Viên làm ra vẻ giống như loài người, khóe miệng cao ngạo sưng vêu, hai đạo huyết tương chảy ra bên mép, hơn nữa cùng với ánh mắt đáng thương, quả thực làm cho người ta nhịn không được phải bật cười. Huống Thiên Minh ôm bụng cười đến mức trên mặt đỏ bừng, bên tai truyền đến một trận tiếng cười vui vẻ như chuông bạc. Hắn cười một trận, thấy Hồng Quân cũng trộm cười, không nhịn được ngã một cái văng ra hơn 10 dặm, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Xa xa một trận cười điên cuồng truyền tới, chim đầy trời bị kinh động lên không ngừng truyền ra thanh âm vỗ cánh. Chúng nhân cười một trận, Hồng Quân thu lại tiếng cười, nhìn Bạch Viên thảm hại, nhìn chính mình trong mắt toát ra thần sắc cầu xin tha thứ, không nhịn được buồn cười nói: "Súc sinh ngươi cũng hảo sanh vô lễ, chúng ta đang phi hành cũng là đánh lén mà đến, hôm nay đã bị Tôn Thiên đả thương, coi như là đối với ngươi đã xử phạt rồi, sau này vạn vạn lần không thể làm như vậy nữa. Nếu gặp phải người tâm ác, sợ rằng thấy nội đan của ngươi không thấp đã sớm đoạt lấy đem luyện khí pháp bảo rồi." Nói xong nắm quyền tại giữa không trung hoa lên một nửa vòng tròn, một đạo tính mạng nguyên khí màu xanh biếc từ bốn phía ngưng tụ mà đến. Hồng Quân đốt môi một tiếng, trong tay quang mang chợt lóe, liền đưa linh khí rót vào trong thân thể Bạch Viên. Một trận thanh thúy tiếng vang truyền đến, Bạch Viên chậm rãi đứng lên, trên người vết thương và trên mặt vết thương đều là không còn bóng dáng. Chỉ thấy nó hét lớn một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài. Huống Thiên Minh từ xa xa bay trở về, thấy Bạch Viên khôi phục bộ dáng, cũng thu lại tiếng cười, liền như vậy đứng ở một bên nhìn Bạch Viên khôi phục tinh thần vuốt ngực chính mình. Qua một lúc lâu, Bạch Viên mới thu lại tiếng rít, hai mắt chớp chớp nhìn Hồng Quân mỉm cười, quỳ mạnh xuống, hai tay giống như loài người cuống quýt chắp lại. Thế thế Lãnh Diễm Phỉ lại ôm cái miệng nhỏ nhắn kiều diễm cười rộ lên. Hồng Quân tiếp thu kinh nghiệm về tự nhiên chi đạo của Tần Vũ, mặc dù lĩnh ngộ chưa đủ, càng không có được như Tần Vũ câu thông tự nhiên thần thông, thế nhưng cũng có thể hiểu rõ. Thấy Bạch Viên bộ dáng như vậy, trong lòng biết nó đáp tạ chính mình, liền cười khoát tay nói: "Không cần đa tạ ta, làm bị thương ngươi là bạn tốt của ta, chữa thương của ngươi cũng là nên làm, sau này không được đánh lén người như thế nữa."
Nói rồi liền nhìn Tôn Thiên ở một bên đã điều tức xong, liền nói: "Chúng ta tiếp tục đi." Hướng Thiên Minh và Tôn Thiên đồng thời gật đầu, bốn đạo thân ảnh lại lở lên giữa không trung, rất nhanh bay về phía trước. Mà Bạch Viên nhìn thấy bọn người Hồng Quân muốn bay đi, không nhịn được khẩn trương cuống quýt kêu to, cũng bay lên giữa không trung, oai oai tà tà mà đuổi theo. Từng luồng gió núi thanh sảng vút qua mặt, bốn người Hồng Quân tâm tình rất sảng khoái, đến ngay cả Tôn Thiên vốn bị Hồng Quân và Hướng Thiên Minh liên thủ ép buộc lấy lại ký ức, lúc này cũng là tâm thanh khí sảng, đem Bạch Viên nọ cuồng bạo mà đánh, thấy được uy lực khôn cùng của kinh thiên 36 côn, vừa lại xả buồn bực tới trên người Bạch Viên. Dọc theo đường đi, Tôn Thiên tâm tình cũng rất thoải mái. Cho nên, lỗ máu trên bàn tay, Tôn Thiên sớm đã quên đau, huống hồ lực lượng hắn đã dần khôi phục, tự thị không muốn cùng một xúc sinh quá mức so đo. Chẳng biết vì sao, khi cùng với Hồng Quân ở chung, ý sát phạt trong lòng Tôn Thiên lên càng ngày càng giảm. Cứ như vậy, bốn người ở trong Thiên Sơn phi hành được nửa năm thời gian. Khi Hướng Thiên Minh thấy được nguy hiểm, liền thủy chung đưa tự thân uy áp phóng thích ra. Trong nửa năm nay cũng ăn giật vô cùng, tự nhiên không có hung mãnh dã thú gì dám đến. Một ngày, bọn Hồng Quân hạ xuống một ngọn núi nghỉ ngơi. Hướng Thiên Minh chau mày nói: "Bạch Viên, Thủy Chung đi theo phía sau chúng ta, như vậy đi tiếp sợ rằng không ổn, không biết nó tới cùng là có dụng ý ra sao đây." Tôn Thiên nghe thế cũng là vẻ mặt sát khí, đứng lên liền muốn đem Bạch Viên đuổi đi. Hồng Quân vội vàng vươn cánh tay ngăn trở lại nói: "Ta có thể cảm giác được Bạch Viên đối với chúng ta cũng không có ác ý gì, chỉ là bị Tôn Thiên đánh một phen lại được ta cứu trị, cho nên tâm hồn cảm kích muốn đi theo chúng ta mà thôi." "Vì sao ngươi không sớm nói rõ đem Bạch Viên đánh chạy đi, một cái xúc sinh cần gì chúng ta để ý tới?" Tôn Thiên phiết phiết miệng khinh thường nói. Hồng Quân sắc mặt trầm xuống, ra vẻ hờn giận nói: "Xúc sinh cũng là thiên địa linh trường, thạch hầu nhất tộc các ngươi khi xuất sinh trong lúc đó chẳng phải lông dài đầy người đó sao, có ai tới kỳ thị các ngươi? Sau này loại ý nghĩ này vạn vạn lần không thể có nữa." Tôn Thiên thấy Hồng Quân vẻ mặt nghiêm nghị, trong lòng biết hắn đã thực sự tức giận, không nhịn được bẽn lẽn cười, cũng không dám nói thêm. Hồng Quân tay quyền nhất chiêu đem Bạch Viên từ xa ngoài trăm dặm, giống như bị một đạo ti tuyến không nhìn thấy khiên dẫn, oa oa kêu to một tiếng, bị đưa tới trước mặt bốn người. "Người muốn đi theo chúng ta?" Hồng Quân cười nhìn Bạch Viên, trước mắt một vẻ an tĩnh im lặng, phảng phất như đối với đồng loại nói chuyện cực kỳ tự nhiên. Quả nhiên Bạch Viên thông hiểu tiếng người, cuống quýt gật đầu, hai tay lại chắp lại, làm cho người ta nhìn thấy cực kỳ buồn cười. "Được rồi, vậy ngươi hãy đi theo ta đi, bất quá thân hình ngươi quá lớn, nhỏ đi một chút." Hồng Quân gật đầu liền quyết định việc này. Bạch Viên nghe Hồng Quân nói cho nó đi theo, sớm mừng rỡ miệng kêu to, trên người bạch quang lóe ra rồi biến mất. Sau một lúc, một người có thân thể cao hơn hai thước, phảng phất như một đại hùng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cũng trong lúc đó, giống như thiên giới, Đế Thiên Phong ở trước thần điện của thánh địa thiên nhân nhất tộc ở Tu La giới, tại phía tây của Tu La thành, ngoài 300 dặm có một đỉnh núi lớn, quanh năm đều bị mây mù che phủ, có một cây đại thụ sinh trưởng tại đây, thân to gần 5 trượng, cao gần 50 trượng. Đại thụ này chính là nơi phát nguyên của Tu La nhất tộc trong truyền thuyết. Tổ tiên của Tu La tộc nhân đều mất nguồn từ quả trên cây đại thụ che chở này phát triển lên. Đứng ở nơi Tu La nhân mệnh danh là dưới đại sơn tổ địa, trước mắt chỉ có vô cùng vô tận vũ khí. Vũ khí này cũng không phải là vũ khí bình thường, mà là linh khí chí thuần chí cực trong thiên địa, trông như chất lỏng vần canh cả tòa sơn linh khí đem tổ địa bao phủ lên. Dưới đại sơn căn bản không cách nào nhìn rõ tất cả đỉnh núi. Phấn y phiêu phiêu, tám đôi cánh chim mỏ phấn hồng nhẹ nhàng nhích động. Trạc Nghiên dẫn đầu tại dưới chân núi tổ địa chậm rãi hành tẩu, theo sau nàng là tám mỹ nữ Tu La tộc tuyệt sắc cung kính đi theo, liền bước nhẹ nhàng, gió nhẹ thổi tới, hương thiếu nữ thơm ngát làm cho người ta không nhịn được nổi lên lòng hiu dạ vượn. Chỉ là nơi này không có một nam nhân, càng thêm không có một gã hộ vệ, cũng không biết tổ địa vì sao ngay cả một tên thủ vệ đều không có. Trên mặt Trạc Nghiên tinh trí gây hấp dẫn trí cực, trên chóp mũi xinh xinh tự hồ phủ một tầng mồ hôi lồng đậm, một chút điểm nhỏ nhỏ mồ hôi tại giữa ánh sáng lấp lánh làm cho trên mặt nàng dường như tán phát ra quang huy thần thánh thánh khiết. Lúc này nếu có người nhất định sẽ nhịn không được muốn tiến tới cúng bái nàng. Phía trước tại chân núi, một vách tường nhỏ màu trắng nhũ nồng đậm linh khí cùng với không gian dưới chân núi phân biệt rõ ràng, phảng phất như là một vách tường vô hình đưa tổ địa cùng với Tu La giới tách ra, ẩn ẩn hiện hiện lộ ra từng đạo uy áp làm cho người ta phải kính sợ.
đứng ở trước bức tường linh khí. Trạc Nghiên một lời cũng không nói, vươn cánh tay trắng như tuyết bé nhỏ, từ trong lòng lấy ra một binh khí hình nguyệt nha màu trắng nhũ. Từng đạo hào quang chậm rãi hiện ra theo từ trên mặt binh khí do nàng móc ra. Chỉ thấy nắm tay nàng dùng sức tại phía trước xuống phía dưới một điểm, linh khí chí cực nồng đậm, phảng phất như có thần trí giống nhau, chính là đuối dần từ bên này vỡ ra một chút hướng phía trên chân núi phóng xuống. Qua đến một giây thời gian liền đã tới giữa sườn núi. Giữa sườn núi bỗng nhiên xuất hiện một đạo kim quang, lộ ra một thông đạo đủ cho một người đi qua. Trạc Nghiên mỉm cười, nhẹ giọng phân phó nói: 8 người các ngươi ở phía dưới chờ ta. Phía sau 8 cô gái đang khom người, trong miệng đồng thanh đáp: Tuân chỉ. Nói rồi 8 người đột nhiên phân ra, 4 người một đội đứng thành 2 đội, cứ như vậy thẳng tắp thủ tại trước cửa thông đạo. Trạc Nghiên hài lòng gật đầu. Những cô gái này tu vi 6 cánh thượng giai, mặc dù bị nàng dùng tổ mộc, cũng chính là tổ địa trong Tu La Khỏa Thụ, mạnh mẽ đem tu vi để cao lên, nhưng kỳ thực sức mạnh có thể đạt tới 7 cánh, chỉ là sau này sẽ không thể tiến cảnh. Trầm ngâm một chút, Trạc Nghiên đánh giá mỹ nữ dẫn đầu, tự hồ giống như có điều gì đó lo lắng, phân phó nói: Thanh Bình, người phụ trách không cho phép bất luận kẻ nào xông tới, các người canh không cho phép rời xa quá một bước, nếu không giết không tha. Lạnh lẽo nói thêm một câu làm cho sắc mặt 8 cô gái đều là chấn động. Mỹ nữ bị Trạc Nghiên điểm danh kia vội vàng khom người nói: Thanh Bình, nguyện dùng tính mạng canh giữ nơi này. Trạc Nghiên hài lòng gật đầu, bật cười nói: Cũng không cần quá khẩn trương, trong tổ địa ngoại trừ người kia. Nàng trong mắt lệ quang chợt lóe, tự nhủ: Không sợ hắn vĩnh viễn cũng sẽ không lộ diện, nơi này các ngươi hảo hảo chấn giữ, nếu gặp phải người có tu vi so với các ngươi cao thâm hơn, cứ để hắn đi, ta muốn xem hắn như thế nào thông qua phòng hộ bình chứng của tổ mộc đây. 8 người lại khom mình, trong hai tròng mắt lộ ra thần sắc đề phòng đánh giá bốn phía. Trạc Nghiên hài lòng nhìn lướt qua 8 người, cười nhẹ nhàng bước tiếp, trong nháy mắt liền bước vào trong thông đạo. Tựa hồ bình chứng tại chân núi do linh khí cấu thành, mang theo linh tính. Sau khi Trạc Nghiên nhập cước bộ, cửa thông đạo cũng chậm rãi thu về, mà Trạc Nghiên tốc độ cũng tăng nhanh. Ẩn ẩn 8 người rốt cuộc cũng không nhìn thấy thân ảnh của nàng đâu nữa. Bỗng nhiên một đạo quang ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt 8 người, phảng phất giống như một đạo mị ảnh vô thanh vô tức vậy. Thanh Bình vẫn đề phòng, rồi đột nhiên cả kinh quát to: Là ai dám xông vào cấm địa của Tu La tộc ta, mau mau lui trở về. Nói xong 8 đạo thân ảnh quay thành hình tròn đem quang ảnh vây vào giữa. Quang ảnh hăng hắc cười lạnh 2 tiếng, trong miệng thấp giọng niệm nhỏ một câu. Chỉ thấy lãnh nhận của 8 người phảng phất so với quang ảnh chỉ là một đạo hư ảnh, ngạnh xanh xanh từ trong thân thể hắn xẹt qua, cũng là phảng phất bổ vào không khí, không chút nào yếu lực, làm cho 8 cô gái trong ngực nhất thời cảm thấy một trận khó chịu, thiếu chút nữa liền phun ra máu. Thanh Bình quát lạnh một tiếng, sau lưng 6 đôi cánh chim mạnh mẽ mở rộng ra, một đạo uy áp liền hướng quang ảnh thi áp tới. Quang ảnh lại kiệt kiệt cười quái dị 2 tiếng, trong miệng đột nhiên nói: Đều tiến tới không gian của ta đi, hãy đi đi. Đột nhiên phía sau 8 cô gái đều là vô thanh vô tức xuất hiện một đạo khe hở không gian thật lớn, cơ hồ 8 người còn không có phản ứng liền đã bị cắn nuốt vào trong, thậm chí ngay cả tiếng kinh hô đều không phát ra được. Quang ảnh tại lúc 8 người vừa biến mất, đột nhiên vừa động liền đã tiến vào trong thông đạo sắp đóng lại hoàn toàn, hóa thành một đạo thân ảnh cao lớn, cũng chính là người vừa mới cùng Đế Thích Thiên định hạ hiệp ước là Tát Hải. Dọc theo thông đạo rất nhanh khép lại, Tát Hải chật trái chật phải, thân ảnh phiêu phù không ngừng, tự hồ đối với nơi đây vô cùng hiểu rõ, sau một lát liền đã đuổi tới Trạc Nghiên sau lưng. Chỉ thấy Trạc Nghiên cầm trong tay Nguyệt Nha Trạng lãnh nhận màu nhũ trắng đã đi tới giữa sườn núi. Nơi này sơn thế đầu tiếu, núi đá hiểm tuấn, một khối cự thạch hiện ra giữa trên sườn núi, hiểm trở trên huyền nhai, khí tượng xâm nhiên. Nhìn thấy Trạc Nghiên chậm rãi hành tẩu cùng với sân đạo hẹp, trong lúc đó Tát Hải bình tĩnh đem toàn bộ cơ năng sinh lý trong cơ thể che giấu đi, trong nháy mắt tựa hồ biến thành như một cái cây ở chung quanh núi. Giữa sườn núi một đạo bình chướng so với vừa rồi càng lúc càng lớn xuất hiện tại trước mặt Trạc Nghiên. Chỉ thấy một khối cự thạch khôn cùng màu trắng nhũ hệt như bình chướng tản ra quang mang màu vàng nhạt. Hiển nhiên kim quang vừa mới ổn định và tiếp tục đình chỉ, thông đạo đó là từ nơi này tán vọng lại. Trạc Nghiên sắc mặt càng ngày càng chăm chú, hai tay đưa lãnh nhận hình nguyệt nha hợp vào bàn tay, trong miệng thấp giọng thì thào niệm chú một hồi lâu, quanh thân đột nhiên được một vòng kim quang bao phủ,
liền phảng phất giống như thánh nữ, tán phát ra mùi thơm ngát vô cùng nồng đậm. Nàng hét một tiếng, lãnh nhận hình Nguyệt Nha giống như một đạo lãnh điện, trong nháy mắt liền xuất hiện tại trong kim quang, hướng chỗ nồng đậm nhất của bình chướng hung hăng đâm tới. Một trận kim quang rung động, chỉ thấy tại chỗ đâm kim quang dày đặc nhất đó cũng lộ ra một cái gì tương tự với cửa vào. Tát Hải hai mắt không chớp nhìn động tác của Trạch Nghiên phía trước, toàn thân cùng với cây đá một bên gắt gao dung hợp cùng nhau, đồng thời không chút nào có cảm giác ngạc nhiên đột ngột gì. Chỉ là khi hắn thấy Trạch Nghiên đưa lãnh nhận hình Nguyệt Nha màu trắng chú tại trên kim quang đánh xuống, đồng tử co mạnh lại một chút. Nhìn như quỷ ảnh nhẹ nhàng, Trạch Nghiên cực kỳ thuần thục đi tới kim quang ảnh giống như một cái cửa nhỏ, tay trắng nón nà chậm rãi vươn ra, tự hồ như hao phí thật lớn khí lực, dùng sức tại trên kim đạo quang sắc trên cửa thư động. Một giọt mồ hôi từ trên trán như tuyết trắng của nàng rơi xuống, hào hào sau một lúc lâu chỉ nghe tiếng tách một tiếng, nàng đã đẩy cánh cửa màu vàng ra. Hóa ra đây thực sự là một phiến kim môn. Lau mồ hôi hột, Trạch Nghiên toàn thân một đạo nhiệt khí thăng đẳng lên, vốn phía sau lưng quần áo bị ướt đẫm mồ hôi trong nháy mắt trở nên hư ảo biến mất. Nàng cong cái miệng nhẹ nhàng bước nhanh tiến vào trong đó. Nơi này linh khí dư thừa, làm cho người ta có loại tình không tự kiềm hãm cảm giác được muốn hít thở cũng không thông. Đổi lại là một gã thiên nhân hoặc tu la nhân tầm thường, định nhiên tại đây tu luyện hơn 1000 năm, sợ rằng đến lúc đó cũng sẽ đạt tới cảnh giới 8 cánh. Chỉ là hai người đối với linh khí chí cực nồng đậm ở chung quanh nhìn mà coi như không thấy gì. Sau khi Trạch Nghiên thôi động khai mở kim môn, đúng lúc nàng tiến vào, kim môn liền giống như một cái khe lúc đầu đúng là chậm rãi đóng lại, mà Tất Hải còn lại là đột nhiên hóa thành một đạo quang ảnh khẩn cấp hướng cửa đang đóng đi vào. Vừa mới qua cửa, Tất Hải đột nhiên quay qua hướng bên phải đi tới, trực tiếp né đi một khối cự thạch thẳng hướng từ bên phải đánh tới. Có thể thấy được hắn đối với nơi đây thực sự hiểu rõ vô cùng, làm cho người ta thật kinh nghi. Mà Trạch Nghiên vẫn như trước không có phát hiện Tất Hải tồn tại. Đừng lúc kim môn khóa lại, trước mắt đột nhiên kim quang đại lượng lóe lên, giống như tế phấn, giống như một giọt mưa tung bay tại không trung. Vòng quanh khuôn viên một cây đại thụ che trời lóe ra quang mang màu vàng không ngừng tuôn xuống. Hương khí đến bức người, lúc này sắc mặt Trạch Nghiên đã nghiêm túc đến chí cực. Tất cả ở đây đều có vẻ thần bí quỷ dị. Đương lúc nàng khấu đầu xong, đại thụ che trời cùng kim quang nhất thời thu liếm lại. Quang mang tự hồ giống như chính mình phiêu động, chậm rãi mang theo nàng phiêu phù tại phía dưới đại thụ. Vô thành vô tức, cả quá trình không hề có một tia động tĩnh. Tất Hải tỉnh táo nhìn Trạch Nghiên phiêu chí phía dưới đại thụ với dung nhan tiếu lệ, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Mà lúc này đại thụ lại có biến hóa, quả màu trắng nhũ duy nhất đứng trên đại thụ đột nhiên bắn ra một đạo quang mang trực tiếp đánh thẳng vào mặt của Trạch Nghiên, trong nháy mắt đem nàng đánh bay ra ngoài, rơi xuống một cự thạch xa xa phía trước. Chỉ thấy khóe miệng nàng thoáng chốc chảy ra một dòng máu đỏ tươi, khuôn mặt vốn vô cùng xinh đẹp liền hiện ra một phần vô cùng dữ tợn. Các bạn thân mến, tập 67 tạm thời kết thúc tại đây. Như các bạn cũng thấy, ở tập này thì mình đọc văn từ có vẻ hơi khó hình dung, rất nhiều hán Việt, các bạn cũng nghe thấy phải không ạ? Cũng mong các bạn thông cảm. Do giờ chỉ có một mình bạn Minh Hoàng chỉnh sửa và biên soạn lại chuyện nên không thể kịp cho tốc độ mình đọc một ngày 3 tập như hàng ngày được. Ở tập này mình phải tự sửa, thậm chí phải viết đề thêm một số chỗ để dẫn dắt các tình tiết của câu chuyện cho nó liền mạch. Mình có tìm một trên các diễn đàn và các trang có bản dịch của bộ Hậu Tinh Thần Biến, thế nhưng vẫn không hoàn chỉnh. Có thể là tác giả trong lúc ra sách thiếu sót một đoạn nhỏ. Do mình cũng không chuyên về sửa và biên soạn lại chuyện, không được chuyên nghiệp nên mong quý vị hết sức thông cảm. Mình cũng đang tìm thêm một bạn nữa để giúp mình cùng hợp tác với bạn Minh Hoàng, hợp tác cùng kênh, nhưng kinh phí do không được nhiều nên cũng rất trục trặc. Tiện đây mình cũng kêu gọi mọi người hãy chung tay góp sức ủng hộ cho kênh để kênh có thể có tìm và mua lại được những bản dịch chuẩn và phục vụ cho các bạn. Mọi sự ủng hộ các bạn có thể làm theo các bước mình có ghi ở bên dưới mô tả mỗi video. Mong quý vị hết sức thông cảm và ủng hộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.